Hi, xin chào các em. Hôm nay anh sẽ hướng dẫn các em vẽ một chú chuồn chuồn kim. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Trước tiên anh sẽ vẽ đôi mắt bằng một hình tròn. Và phía bên trong ta sẽ có phần bóng mắt bằng một phần của hình tròn. Rồi được tô đen. Tương tự như vậy ta cũng sẽ có con mắt thứ hai nằm ở đây. Và ta cũng sẽ có phần con ngươi. Chú chuồn chuồn của chúng ta sẽ có gương mặt ở vị trí này bằng một đường cong. Vì là chú chuồn chuồn kim nên chú chuồn chuồn của chúng ta có thân hình khá là nhỏ. Ở vị trí này anh sẽ có một đường cong xuống. Và ở đây ta sẽ có một chiếc chân cong ra ở vị trí này. Lại một chiếc chân nữa. Rồi tiếp đến phần thân hình. Rồi ta lại có một chiếc chân. Và tiếp đến phần thân hình. Tại đây ta sẽ có chiếc chân cuối cùng được cong ra. Và nối vào với phần đuôi. Chú chuồn chuồn kim của chúng ta sẽ có một đôi cánh ở đây. Chính vì vậy mà anh sẽ có một đường cong lên. Tương tự như vậy ta cũng sẽ có một chiếc cánh ở đây nữa. Và ta sẽ có phần chi tiết của chiếc cánh. Bằng các đường cong. Tương tự bên này cũng vậy. Phần thân hình của chú chuồn chuồn của chúng ta sẽ có các đốt. Ngoài ra chú chuồn chuồn của chúng ta sẽ có hai chiếc râu ở trên đầu ở đây. Chính vì vậy mà anh sẽ có đường cong ra.
và phía trên này ta sẽ phình ra một chút. Tương tự bên này cũng vậy. Như vậy là anh đã hoàn thành xong chú chuồn chuồn kim. Sau khi tô màu, chú chuồn chuồn kim của chúng ta trông sẽ như thế này. Xin cảm ơn các em đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo.